Dạ, tính chào tất cả quý khách hàng thương mến quay trở lại kênh Máy Hàng Em Quyền nha. Hôm nay thể theo một số rất là nhiều quý khách hàng á là yêu cầu mình sẽ làm lại một cái video hàng nhôm trên dòng máy Mark Mix thông minh 250E. Thì thực ra cũng định làm mà chưa kịp làm, thì hồi nãy có hai cái chú ở miền Tây, nhưng mà có đứa con ở bên Canada thì ghé để coi, và mình đã hướng dẫn cái cách lắp cuộn dây nhôm 7 kg dài miên man, nặng miên man trên con máy Mix 250E thông minh mà mình đã bán trên 1.500 con rồi mà quý khách à. Bên mình nhìn bên này sẽ thấy rõ hơn. Đây là mình hồi nãy vừa làm xong cho cái chú đó với lại đứa em nó là du học sinh ở bên Canada. Thì tới yêu cầu là hàng nhôm, thì sản diệp mà còn đang để trong cái vàng gá 7 kg kéo bên ngoài nè. Đây là bản thân con máy này là con máy Mix 250 5 kg thôi. Đó, bản thân nó thì nó gắn dây ở bên trong đây, nhưng mà về cái sức mạnh của nó thì nó vẫn có thể kéo được cuộn dây 15 kg. Trong mấy video trước mình làm đó thì nhiều quý khách hàng đã ủng hộ đặt rất nhiều. Thì một số quý khách hàng thấy thích, kéo sao máy nhỏ mà kéo được dây lớn, hỏi hàng nhôm được không. Thì sẵn dịp hôm nay nhờ hai cái đứa em với chú ở Mỹ Tho lên á, để thử con máy đi gửi qua Canada. Thì thôi mình làm luôn, sẵn bài ra làm luôn. Chứ đúng là mấy ngày nay ngày nào cũng đóng Mix 202 Tenya rồi tích 200 ACDC 250 khách. Ngày qua tới đặt cũng nhiều. Sẵn dịp hôm nay mình bài ra luôn, ngày hôm qua thì khách cũng tới nè, mua tích 200 ACDC rồi mình hàng thử nè. Đây là chức năng hàng sung của em nó nè, trên con tích 200 ACDC này nè. Đây khách, đây là tích sung, chức năng tích sung nè ha. Còn ngày hôm qua cũng hàng thử. Thì sẵn dịp có quý khách hàng thương mến tin tưởng lại và yêu cầu thử trực tiếp thì thôi mình làm video mình chia sẻ lên cho tất cả quý khách hàng khác tham khảo luôn. Đây là một dòng máy tích 200 ACDC. Mới hổm làm video sơ sơ thôi thì khách hàng cũng đã tới và đặt nhiều. Thì một công đôi chuyện, hôm nay mình sẽ làm một cái video hàng tích nhôm trên con máy tích 200 ACDC của hãng Sanjo, và hàng mít bằng dây nhôm trên con máy Mix 250E thông minh điều chỉnh bằng một núm duy nhất. Là một cái để so sánh, ví dụ như quý khách hàng nào muốn hàng nhôm bên tích mà thiên về tích là phô diễn mối hàng, mình phô diễn về những cái mối hàng này, thích phô diễn những cái mối hàng sung nè. Đây là bật qua tính năng sung của em nó nè, còn đây là chức năng mình dùng cây rốt nhôm bò vô đó. Còn quý khách hàng nào mà còn chưa có điều kiện thì vẫn có thể sử dụng con Mix 250E thông minh này, vừa hàng sắt có khí, sắt không khí, hàng nhôm, hàng đồng được luôn. Rồi thì để tránh mất thời gian dài thì mình sẽ vô cái video này. Đầu tiên mình sẽ hàng tích trên con máy tích 200 ACDC này nha quý khách. Và sẵn dịp mình cũng trong video trước mình có làm một cái video, thì bây giờ cho phép mình nhắc thoáng qua cái nha. Máy hàng tích 200 ACDC này của hãng Sanjo được bảo hành 3 năm với giá bán là 11.500.000. Quý khách hàng có thể thỏa mãn trong vòng 1 năm. Nếu 1 năm mà không thấy hài lòng thì gọi điện cho mình rồi mình sẽ trả tiền lại. Bởi vì ngoài đó mình có hứa là tặng một món quà 6 triệu nữa, chút xíu hôm nay nói luôn. Thì phụ kiện của em nó cho theo là một bộ đuốc hàng tích rất là xịn hào. Một bộ đuốc tích rất là xịn hào mình đang để đây để cho đứa em nó quay cho nó dễ. Đây đứa, sử dụng cáp khí đi rồi. Đây là phần súng của nó nè, cáp khí đi rồi. Thì bắt đầu mình kết nối súng vô. Súng thì luôn luôn chúng ta sẽ hàng tích thì chúng ta gắn súng ở cực âm. Rồi mình sẽ gắn vô nha quý khách hàng. Đây là phụ kiện của em nó luôn, 11.500.000 bao gồm như vậy. Nó sẵn nói nhanh đâu để quý khách hàng nói ờ sao làm video dài quá. Thì thôi tranh thủ làm. Rồi xong một bộ đuốc tích. Đây là cái theo đúng tiêu chuẩn của Mỹ và châu Âu cho nên nó sẽ xài một cái khớp nói nhanh như thế này. Đó, rất là tiện lợi để dẫn khí. Và đây là dây điều khiển của em nó. Rồi, mình cũng gắn vô luôn. Rồi. Bên dấu cộng thì chúng ta sẽ gắn là cái kẹp mát nha quý khách hàng. Kẹp mát cũng đầu lớn 35-50.
35-50. Rồi mình sẽ gắn vô. Rồi, công kẹp mát thì luôn luôn nằm dấu cộng, mình cũng sẽ kẹp vô bàn hàng này. Rồi, mở máy lên. Chưa, nói cho xong luôn. 11.500.000 thì thùng bọng của em nó đây, đây phụ kiện nè, là có súng kẹp mát rồi. Bên cạnh đó là hàng nhôm chuyên nghiệp thì phải được tặng một cái nón hàng tự động, để mình hàng nhôm nó hơi nóng á, cái khách hàng phải đeo để bảo vệ gương mặt mình. Tại nhôm thì nó tương đối nóng hơn là sắt với lại là inox, thì cho nên là nên, mình khuyên là vẫn nên khi hàng nhôm chúng ta nên đội một cái nón trùm che nguyên cái mặt lại. Và phụ kiện của nó cho theo là collet body, 3 cây kim hàng sắt, 3 cây kim hàng nhôm và những bộ kẹp kim đầy đủ của nó để quý khách về xài. Đây, tiếp theo, một đôi bao tay da xịn hào. Một cái đồng hồ ạt gông thì mình cũng đã lắp thẳng vô chai khí rồi nha quý khách hàng nha. Mình cũng lắp vô chai khí rồi. Đó, đó là toàn bộ phụ kiện 11.500.000 và thêm nữa một cây kim hàng que nữa, một cây kim hàng que dài 3 mét nữa. Cái này hãng nó không có cho, nó chỉ cho cái đầu đực với cuốn sách hướng dẫn sử dụng vậy nè. Hãng nó không có cho nha quý khách. Nó chỉ cho một cái đầu đực để mình gắn kìm hàng que thôi. Nhưng mà kênh máy hàng quyền cũng sẽ tặng một cái kìm hàng que dài 3 mét, mét miên man để chức năng phụ, để trong lúc mà mình sửa khuôn rồi mình làm dàn gá khuôn rồi thì có cái hàng que để mình bon mình làm gá đầu định vị rồi đó. Thì kênh máy hàng quyền sẽ tặng thêm một cộng kìm hàng 3 mét. Rồi, đồng hồ hoặc gông nữa. Nó đầy đủ đồ của em, của một cái em nó giá 11.500.000. Thì trong video này một công đôi chuyện, mình sẽ hàng nhôm để giới thiệu trên con máy tích 200 ACDC của hãng Sanjo bảo hành 3 năm này, và mình sẽ hàng trên trên dây nhôm trên máy mít 250E thông minh bằng cuộn dây nhôm dài 7 kg, rất là nặng trình trịch. Rồi bây giờ mình sẽ gắn đồng hồ hoạt gông vô. Đây là dây là nhà máy nó bấm sẵn hết trơn, nó đồ zin của nó là nó sẽ cho như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ gắn vô. Cộng dây rất là bài bản, đúng bài của nó là nó phải bấm sẵn đầu, mình không có xài cổ dê gì hết trơn á. Rồi, đầu còn lại thì mình sẽ cắm vô đây. Nói rất là nhanh để tránh video nó dài quý khách. Rồi, xong. Khí hạt gông đã vô và vậy bây giờ mình sẽ mở khí nha. Rồi, mình mở khí. Rồi, đây là chai khí mới mình mới lấy ra mình đấu luôn. Rồi, nó sẽ chỉ lên đây. Đây là mình sẽ chỉnh khí chút xíu nữa mình hàng. Mình sẽ vô mình chỉnh khí cho quý khách luôn. Rồi, rồi khui luôn. Con này là mới tinh lấy trong thùng ra. Bây giờ mình cắt dây nó, cắm dây nguồn vô. Mở nguồn lên. Mặt tiền của nó thì mình cũng giới thiệu trong video trước rồi quý khách, theo kiểu Donald Trump, rất là chắc chắn, bảo vệ rất là đẹp đẽ, xịn hào. Rồi, đồ này mình cho phép mình bỏ vô thùng để mình cho nó gọn nha quý khách. Máy nhìn là thấy nó ghiền rồi, ghiền miên man rồi. Rồi bỏ đây, đồ của em đó. Bây giờ sẽ đi nhanh vô, rồi mình sẽ hàng luôn cho quý khách coi luôn, rồi sau đó mình sẽ qua con mít liền, để tránh mất thời gian. Đây là những tính năng cơ bản của em máy tích 200 ACDC này nha quý khách hàng nha. Đầu tiên là chức năng hàng que. Que thì nó dễ rồi. Que thì cũng nói chung nó dễ dễ chứ phải biểu diễn cái không ta. Đã lắm á. Que mồi sướng hơi cuối video đi. Rồi, tích xung. Xung thì nó mình vẫn có thể xài trong DC cũng được và AC cũng được. Thực ra để làm một cái chi tiết về con máy này video sẽ rất dài, cho nên mỗi ngày mình hy vọng mình làm cái video ngắn ngắn thôi. Hôm nay mình sẽ làm là tích thường AC hàng nhôm. Và bây giờ ở chế độ 2T. Đó, tổng thể của con máy nó nhiều chức năng lắm, mình nhắc lại lần nữa nha. Nãy nó vô hơi liên miên man ha. Đầu tiên là chức năng xung, tích xung. Tích xung thì mình vẫn xài cho bên phần AC là để hàng nhôm được, và DC là hàng sắt inox đồng. Là xong ha quý khách hàng ha. Rồi. Chức năng thứ hai là chức năng tích thường. Tích thường thì mình vẫn có thể bật qua chế độ tích thường AC, thường có nghĩa là không có xung, hoặc là DC, tích thường DC. Rồi xong hết rồi. Bây giờ còn cái vấn đề mà tặng 6 triệu chút mình sẽ nói sao nó nằm đây nha. 6 triệu nó nằm ngay chỗ này nè. Ghê gớm lắm nè, chỗ này. Rồi bây giờ mình sẽ vô chức năng tích thường AC, còn cái dưới cùng này là hàng que. Khỏi bàn đi. Rồi. Trong AC thì quý khách để ý những hai thông số cơ bản mình cần phải chỉnh nằm chỗ này là nha. Đây. Đây là cái tần số AC mà những mình trong video trước mình có nói là những dòng máy khác như là gia xích, rì lăng là nó dẹp rồi. Nó không có cho chỉnh. Nó chỉ làm theo cái kiểu là chỉnh được có chỉ có là cái độ làm sạch mối hàng hay còn gọi là ba lăng á.
AC ba lăng. Ở đây là máy này nó có chỉnh được là tần số AC nào các đơn vị có tính bằng hertz nè, tần số AC, nó phạm vi của tần số AC là nó sẽ nhỏ nhất là 40 hertz cho đến lớn nhất là 200 hertz. Mình nói rồi, những cái máy khác trên thị trường nó giấu chức năng này, mà tính năng này rất hữu ích trong hàng nhôm. Quý khách để ý, những con máy mà chuyên nghiệp về tích nhôm nó phải tỉnh được AC, tần số AC là chỗ này. Rồi bây giờ mình vô cụ thể, hôm nay mình sẽ hàn trên một cái miếng nhôm này. Miếng nhôm này 2 ly rưỡi, hàn miếng nhôm này. Rồi mình sẽ hàn thử cho quý khách coi là ở dòng của nó mình chỉnh tần số AC là mình chỉnh 100 hạt đi. Thử đi, 100 hạt. Thì càng đồ mỏng thì mình chỉnh tần số nó cao để nó giảm cái độ tẩy hai biên á. Cái máy chuyên nghiệp thì nó sẽ có cái tần số AC nó rất là quan trọng nha quý khách. Rồi sau đó mình sẽ chỉnh ba lăng. Ba lăng thì mình sẽ chỉnh nó tầm 40 đi. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cài đặt dòng hàng. Dòng hàng thì mình nhấn đây. Dòng hàng thì mình sẽ đặt tầm 120 đi. 115 đi. Rồi. Rồi, vô hàng thử nha. Đau mắt. Đó, đây là cái độ này là mình chỉnh nó tẩy quá dữ rồi, ba lăng nó cao nè, thấy không? Thì bây giờ mình sẽ giảm cái ba lăng xuống 35 thôi. 35 và mình cho tần số lên cao một chút, lên 120, mình làm lại một đường khác 120 ở tần số 120 và ba lăng AC thì mình cho xuống 35, mình làm lại một đường nữa. Thế mình mới làm một đường. Đó. Làm lại đường thứ hai rồi sau đó mình vô con máy mít nha quý khách hàng nha. À, vô làm lại thông số số 2. Vô. Đó, đây là đường thứ hàng thứ hai. Thay đổi thông số cho quý khách coi. Mình đổi một cái thông số ba lăng nữa, mình lên tần số 130 luôn. Tần số càng cao thì mình hàng đồ mỏng mà. Bây giờ mình để 35, mình cho tần số mình xuống 30. AC là 30. Tần số mình cho 120. Rồi, tần số AC. Rồi mình làm một đường nữa cho hết cây rod này nha quý khách hàng nha. Nó hàng nhôm thì cái tay mình phải mồi rod vô vậy nè quý khách. Cho nên mình phải ứng dụng rất là nhiều, rộng rãi, còn làm két nước rồi này kia rồi đó. Đó, quý khách đắp vô. Rồi, xong. Đó, đây là đường hàng tích nhôm trên con máy 200 ACDC nha quý khách hàng. Đó, đây là chỉnh những cái thông số rất là dễ. Quý khách hàng nào cần chi tiết hơn nữa thì sẽ khi mà vận hành mình sẽ hướng dẫn quý khách chi tiết về cái cách đắp của nó nha. Rồi bây giờ mình sẽ bật qua một cái chế độ xung mình hàng thử cho quý khách coi cái. Xung này mình phải chỉnh cái thời gian ngâm này cao chút xíu, được 30 ít quá. Mình cho nó lên 50 đi. Nửa này nửa kia đi. Dòng nền mình cho nó 50 đi. 50 luôn, 55 nãy kia chỉnh là dòng chính là 115. Lên 120 đi. 120 độ ngâm của nó là 50%, có nghĩa là 0,5 giây. Mình cho tần số là mà chậm chút đi, 0,5 hạt thôi, 0,5. Tức là cái việc đó, cái từ 120 nó xuống cái dòng nền là 55 này trong vòng một lần như vậy á, nó trong vòng nửa giây thì nó gọi là nửa hạt. Đó, mình đang chỉnh là nửa hạt rồi, mình vô mình làm cho quý khách coi nha. Làm luôn. Mình chỉnh hạng đầu này bằng xung nha quý khách hàng nha, xung nha. Đó, được rồi đó.
sung là quý khách canh đó, lửa lớn đó, đắp cái rớp vô đó, nó dễ hơn là đắp tay. Đó là đường hàng sung đó quý khách. Này nó hơi chậm, sung này nó chậm quá. Mà mình cũng quen tay rồi cho nên để vậy nó hơi chậm. Mình chỉnh rồi cái tần số nó một hạt đi. Một hạt nó đắp nhanh hơn, nó dễ chịu hơn. Quất đường nữa cho quý khách coi nè. Đó, sung này giờ nó nhanh rồi nha quý khách, nó nhanh lên rồi. Đó. Quá đã, hàng cái đường sung là quý khách chọt vô, cứ nó chớp lên là mình chọt vô, chớp lên mình chọt vô. Rồi, bây giờ để tránh mất thời gian mình vô cái con máy MX250 thông minh để bữa nào mình làm một cái chi tiết về em máy này. Nãy giờ là mình hàng bằng con tích 200 ACDC rồi. Đây là những cái đường hàng của em nó tạo ra nè, sung nè. Không sung nè, rất là xịn hào. Rồi bây giờ mình mở nguồn máy này lên. Máy này là cũng đã cấp khí rồi, sẵn sàng rồi. Mình tranh thủ mình hàng cho quý khách hàng coi cái. Rồi. Để một số quý khách hàng nào mà mình kiểu như mình chưa có đủ tài chánh đó quý khách, cái mình mua con này về mình làm cũng được. 4,5 triệu. Bây giờ mình sẽ hàng trên miếng này luôn nha. Đây là mình hàng trên con mít 250E thông minh, sử dụng cuộn dây nhôm nha quý khách hàng nha. Để mình so sánh với cái máy này. Mình hàng nha quý khách hàng nha, hàng đây đi. Đây là tích sung nè. Đây là không sung nè. Đã lắm. Rồi, giờ mình nên vô xài con mít rẻ tiền 4,5 triệu nè. Vô. Trời ơi là trời, một con máy mít sung nè trời. Ê, con máy mít rẻ tiền nè mà nó hàng nè. Quý khách nhìn nè, để mình lấy cái bao tay mình lao qua cái coi. Trời ơi là trời. Hàng đẹp quá quý khách ơi, công nhận 4,5 triệu cũng được. Mình kẹt mình chưa đủ tiền á quý khách, thì quý khách sẽ hốt con 4,5 triệu này về hàng nhớ cũng được nè. Hàng mít nè, mình lao sơ qua là nó sáng dây giới. Quý khách nhìn thấy con mít sung nó hàng không? Đây, mối hàng của con mít nè, mít 4,5 triệu nó hàng nè. Đó, lật qua mặt bên này mình hàng cho quý khách coi nè. Một đường nữa đi. Hàng cho quý khách coi đường nữa nè. Mình hàng đây. Hàng con mít sung nè. Ê lộn, cứ mít sung hoài con mít 4,5 triệu. Mình hàng đường nữa nha quý khách hàng nha. Em chiếu vô cùng dây cái quay ra em. Dây nó đang kéo miên man đó tí. Đó quý khách đang coi con máy 4,5 triệu nó kéo cùng dây 7 kg chạy miên man nha quý khách. Trời ơi là trời, quý khách nhìn nè. Chiếu được không em? Chiếu được cho khách coi, đẹp quá nè. Trời, nó hàng trắng dơ giới nè, quý khách nhìn coi. Sao mỗi lần tôi đụng tới con máy 250E là tôi ghiền kỳ cục vậy đó. Đó, bây giờ mình hàng cho quý khách coi, thấy không? Rõ ràng người thật việc thật á. Bây giờ mình nó thấy nó mạnh quá rồi gì? Giảm lại chốt, cho nó âm 2, cái mình giảm lửa xuống chút, mình hàng cho quý khách đường nữa. Rồi, vô. Ví dụ mình ứng dụng nè, chút xíu mình ứng dụng luôn nè. Ví dụ đây là những cái két nước nó bị lủng nha. Hồi cái mình lấy cái máy mít này mình đắp luôn, hoặc mình lấy cái máy tích mình đắp luôn cho quý khách coi luôn. Cái mình chia tay quý khách rồi, bây giờ hàng một đường nữa nha. Ghiền quá ghiền rồi. Sướng quá sướng. Vô. Hàng mít nè. Quý khách có thấy nguồn dây đang chạy không? Cho quý khách thấy dây đang chạy đi. Rồi chạy ra là anh kết thúc luôn đường hàng này. Rồi, quá đẹp rồi. Quý khách nhìn đây. Mít nè trời, con mít 4,5 triệu mà nó hàng giờ nè quý khách coi nè. Gần như con tích luôn rồi, bây giờ ứng dụng ha. Đầu tiên đây là cái lốc két máy, két nước hay gì của mình nè, quý khách nhìn đường của nó nè nha. Rõ không em? Chất lượng không? Coi ráng canh chất lượng em, con máy mít rẻ tiền mà nó hàng được về em ráng canh cho khách coi. Thì khách nào mà mình chưa có điều kiện á, mình hút con này.
Rồi mình đắp lỗ nha quý khách, giống như con mít này nó đắp lỗ. Đây là những cái két nước hay là những cái gì của xe hơi lốc máy ha, mình đắp. Đắp cho quý khách coi nè, đắp. Đắp lỗ nha, đây là đường hàng nó mới hàng nè quý khách. Rồi bây giờ mình đắp mấy cái lỗ này cái nha. Một lỗ. Hai lỗ, hồi mình mài cho quý khách coi. Rồi giờ mình chuyển qua mình đắp tích. Rồi đắp vô. Rồi đắp xong một lỗ, lỗ thứ hai. Đó. Đắp lại, tiếp tục đắp ở đây. Đó, đắp lại, đắp khuôn mẫu rồi đắp hết. Đó, đó là cái cách đắp những cái khuôn mẫu nha quý khách hàng nha. Đó, đắp bằng tích, còn này đắp bằng mít. Cái nào cũng được hết á. Phần mà mình nói tặng 6 triệu làm cho này nữa khách, thay vì quý khách phải bỏ tiền mua thêm một con máy tích lạnh 7 triệu 3 2W228 thì đây. Đây là cái phần đặc biệt mà kênh máy hàng quyền tặng quý khách đây. Đây là mình sẽ vô chức năng hàng tích lạnh trên em máy này nha quý khách hàng nha. Đây, mình mài kim thì mình sẽ gắn nó vô đây, mình chia sẻ với khách nè. Gắn nó vô đây cho nó vô cái máy khoan đun này cho nó đều để mình mài góc nha quý khách. Mài vô máy mài nè, gắn vô hình mài. Mài góc 30 độ để mình hàng tích lạnh nè. Vậy nó sẽ rất là đều. Vô, quất cái tích lạnh cho quý khách coi nè. Vì mình hàng inox cho nên là mình sẽ đổi cái kim xanh ra cái kim 100% hàng nhôm là mình xài 100% won ram nha quý khách, nó đầu nó sơn màu xanh lá cây. Còn mình hàng inox với sắt là nó xài 2% cerium hoặc là 2% thorium thì 98% won ram, 2% cerium hoặc thorium hoặc đó. Còn hàng nhôm là mình sẽ xài hàng nhôm thì mình sẽ xài bua tung ten, có nghĩa là bua won ram luôn. Rồi bây giờ mình sẽ bật vô mình hàng phần thử này nha. Phần thử mấy triệu nè, 6 triệu đồng rồi. Vô đó, tặng quà 6 triệu đồng đây. Đúng rồi, 6 triệu đồng. Vô. Bây giờ ok, khỏi vô đó. Khách tới rồi, chờ em chút nha. Thưa hàng nha. Bo một điểm, bo hai điểm. Đây là phần DC rồi mình sẽ chuyển qua lạnh nha quý khách hàng nha. Chuyển qua lạnh luôn. Rồi làm phát lạnh cái coi. Lạnh thì mình sẽ chỉnh ở đây. Độ chớp, độ ngâm này, ngâm mình cho ngâm 6 thôi. Ngâm 5. Chớp. Đây là lạnh. Độ chớp nhanh luôn. Mình đi tốc độ cao luôn nha quý khách. Đây là cái phần mà mình ưa nói đùa với quý khách là mình cho tặng thêm 6 triệu là đây nè. Một con máy hàng vừa hàng nhôm, có sung, không sung. Rồi một con máy hàng này nó lại có tặng cho quý khách một cái bộ lạnh như thế này. Như vậy thì quý khách đi mua mấy con máy 7 triệu 3 có tích với tích lạnh không để làm cái gì. Trong khi đó đây là con này nó vừa nhôm, vừa sung, vừa không sung, vừa lạnh nữa, đầy đủ đồ chơi hết. Giá rất là hợp lý, bảo hành 3 năm. Như vậy quý khách phải cân nhắc cẩn thận chứ đi mua một con máy vừa tích vừa lạnh không mà nó bán 7 triệu 3 có một bo. Cái con gì đó, không nhớ nữa. Đó, đây là phần 6 triệu tặng thêm cho quý khách nè. Quá tuyệt vời. Đây, đây là phần lạnh mình đi tốc độ cao lên. Khi quý khách nào mà quen rồi thì cứ tăng tốc độ cao lên. Đó, mình sẽ làm được những việc rất là tuyệt đỉnh công phu này.
Đó, đây là bộ tích lạnh 6 triệu tặng thêm cho quý khách này. Đó, rất là dễ. Rồi đây là con mít 4 triệu rưỡi nó làm được những cái trò này. Rất hay ho. Đó, giá rất hợp lý. Rồi, một lần nữa cảm ơn quý khách hàng rất nhiều đã thương mến ủng hộ kênh Máy Hàng Em Quyền và cũng đã theo dõi hết video. Quý khách nào mà chưa đăng ký kênh nhớ nhấn nút đăng ký nha, nhấn vào thẻ chuông để nhận những video tiếp theo mà mình sẽ post lên hàng ngày. Rồi, một lần nữa chúc quý khách một ngày thật vui vẻ, an lạc bên gia đình người thân. Xin thân ái tạm biệt.